Cô cần gì hả cô? Chị ngủ đi, tôi chỉ uống nước thôi. Dạ, để tôi giúp cô. Ủa, ai ngủ trong phòng khách mà mở đèn vậy chị? Cô à, cô đi ngủ đi cho khỏe. Là ai mà chị cản tôi? Tốt hơn hết là cô nên đi ngủ đi. Cô, cô à, nghe lời tôi đi mà. Cô ơi. Mẹ có sao không mẹ? Sao hai người dám làm chuyện này ở đây? Các người coi tôi là đồ tâm thần có đúng không? Các người thật quá đáng, không biết liêm sĩ là gì hết. Bà về phòng đi, đừng có làm ồn, để tôi nghỉ ngơi. Tôi tưởng chuyện này bà cũng đã biết hơn 20 năm nay rồi, sao đến bây giờ vẫn còn ghen với tôi sao? Đúng, tôi biết chuyện này đã từ lâu rồi, nhưng mà tôi không ngờ người đàn bà như Duyên lại quá trơ trẽn, lại dám giác mặt đến tận đây. Đừng có ảo tưởng với cái danh xưng là vợ chánh trong cái gia này nữa. Tôi mới là người phải chịu uất ức với cái phận làm lẽ suốt bao nhiêu năm nay. Lẽ ra tôi mới là người đương hoàng chính chính bước vào cái gia này từ lâu lắm rồi kìa. Đủ rồi, im đi, ra ngoài. Về phòng đi. Bà, sao bà lại đối xử với mẹ như vậy? Người phụ nữ đó có gì hơn mẹ chứ? Sao bà lại đem bà ta về đây? Trước khi kết tội tao thì mày phải hỏi mẹ mày, tại sao tao phải đối xử với bà như vậy? Về phòng đi. Mình đi con. Cẩn thận mẹ. Đồ cái thứ đàn bà lăng loạn, vậy mà còn dám lên mặt dạy đời người ta. Ngoài tôi ra không ai có tư cách hạ nhục Nhật Linh, kể cả người đó là bà, nghe chưa? Anh hai, mọi người ở nhà có khỏe không? Em nhớ mọi người quá à. Nè, không có được khóc nghe chưa? Lớn rồi, hở chút là khóc à. Mọi người ở nhà vẫn khỏe. Em có quen với khí hậu ở bên đó chưa? Trái múi giờ em có bị mất ngủ không? Em vẫn đang cố thích nghi với môi trường mới. Em vẫn chưa quen với việc không có anh, không có ba mẹ ở bên cạnh. À, mà anh hai cho em nói chuyện với mẹ một chút đi, được không? Chờ anh chút nghe, anh lên phòng gọi mẹ.
Khi nào mẹ dậy rồi mẹ nói chuyện với em sao nghe. Mẹ bệnh hả anh? Nhưng mà có bao giờ mẹ ngủ nướng như vậy đâu. Đâu có đâu, mẹ đâu có bệnh gì. Chắc tại hôm qua mẹ mất ngủ thôi. Nhưng mà nè, qua bên đó có anh nào để ý em chưa? Em biết là anh hận em, nhưng em cũng đâu muốn chuyện khủng khiếp đó xảy ra với mình. Đã bao nhiêu năm rồi, sao anh không thể bỏ qua? Sao anh cứ phải hành hạ, cứ phải dằn vặt mình như vậy hả anh? Phải, lúc nào ba cũng nói là mình vô tội. Vậy tôi mới là người có tội sao? Tội của tôi là không canh chừng bà đó. Để bà lên giường với thằng bạn thân khốn kiếp kia, bà bắt tôi phải đối diện với tội lỗi của bà hàng ngày, khi phải nhìn thấy đứa con quan ở ngoài kia kìa. Bà có hiểu cảm giác của tôi ra sao không? Em xin anh, anh đừng tự hành hạ bản thân mình, đừng hành hạ người thân xung quanh. Chuyện quá khứ đã qua rồi thì cứ để cho nó ngủ yên. Tại sao mình không thể sống hạnh phúc, vui vẻ với những ngày tháng còn lại của cuộc đời hả anh? Quá khứ của bà chính là hiện tại của tôi. Bà đã giết chết một thằng hải vốn sống rất yêu đời lạc quan. Bà đã biến tôi thành một thằng điên. Mà một thằng điên á, nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Cách để sống hạnh phúc. Bà nghe đây con gái cưng. Bà đang ở nhà phải không? Hôm nay là chủ nhật, bà không ở nhà với mẹ thì đi đâu? Wow, không ngờ bà còn ngoan ghê, như vậy mới được chứ. Bà luôn là thần tượng của con á. Hôm nay không đi học, cục cưng của ba không ra ngoài chơi sao? Ba, nếu ba đang ở nhà thì ba mở máy lên đi. Con muốn nói chuyện với ba mẹ qua mạng. Con muốn nhìn thấy mặt của ba mẹ. Được rồi, con cúp máy đi, để ba lấy laptop đem vô phòng ngủ để con nói chuyện với mẹ con luôn ha. Dạ, bye bye ba. Bà ngồi dậy lau nước mắt đi, con gái nó muốn nói chuyện với bà. Lúc khác đi, tôi đang mệt. Bà thừa biết ý con gái tôi là ý trời. Đừng có nói nhiều, làm theo lời tôi đi. Lẹ lên, lau nước mắt đi. Nhớ đó, đừng làm cho con gái tôi phải lo lắng. Mẹ, ba. Chào con gái cưng. Chào con gái. Ủa, mà sao giờ này mẹ vẫn còn ngủ ở trên giường vậy? Đêm qua mẹ còn mất ngủ, sáng nay bà ép mẹ con nằm thêm chút nữa. Con đòi nói chuyện nên ba mới kêu mẹ dậy đó. Bà cưng mẹ con quá nha, con ganh tị ganh tị á. Con yên tâm mà học hành, ba hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Dạ. Vậy được chưa? Anh.
chán quá. Chơi với anh không vui tí nào hết á. Vui mà. Vui mà mặt anh cười giống như chỉ ăn ớt á. Anh ít nói, giống như là cóc cắn vậy đó. Khi con cóc nghiến răng á là trời đổ mưa đó. Em đếm gì vậy? Em đếm xem, từ hôm anh gây tai nạn cho em tới nay được 2 tháng rồi mà anh á nói với em không quá 100 từ. Em có nói quá không vậy? Làm gì mà có thể đếm được cả những từ mà anh nói với em. Nếu như mà em không nói quá thì anh có cười thoải mái được như vậy không? Nhưng nói thiệt, em thích nhất anh á là ở cái tính ít nói. Không lẽ từ trước tới giờ không có cô gái nào nói thích anh? Anh đã từng có người yêu chứ? Thật ra là có. Hồi học đại học, anh có yêu đơn phương một người. Nhưng rồi nhút nhát, không dám tỏ tình. Sau đó, cô bạn đã lên xe hoa với một người bạn học cùng lớp. Em không tin á, thời điểm này lại còn một người con trai nhút nhát như anh. Con trai bây giờ á, tinh ranh lắm. Hiền lành nhút nhát như anh rất hiếm. Không biết đây là một lời chê hay là lời khen đây. Cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh. Cho dù đó là một vụ tai nạn, em muốn làm bạn gái của anh có được không? Ba con đã về chưa cô? Chưa, nhưng trễ vậy rồi chắc không về nữa đâu. Dạ. Mẹ ơi, con vô được không mẹ? Vô đi con. Khuya rồi, sao mẹ chưa ngủ? Mẹ đọc sách gì vậy? Người lớn tuổi ai cũng mắc bệnh mất ngủ, đâu có riêng gì mẹ đâu. Mẹ đọc sách về Phật thôi mà. Đêm nay bà lại không về nữa. Con đừng bận tâm, mẹ quen rồi. Mẹ, con có rất nhiều điều con muốn hỏi mẹ. Nhưng rồi con đắn đo, con lại không dám hỏi. Nếu mẹ trả lời được, mẹ sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho con. Mẹ có yêu ba không? Ba con là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu trong cuộc đời. Sao mẹ lại có thể yêu một người đàn ông như vậy? Ba đối xử với mẹ rất tàn nhẫn. Con đã nhận thấy được điều này khi con là một đứa trẻ. Tình yêu rất khó giải thích. Khi đã yêu ai đó thật lòng thì cho dù người đó có tốt xấu ra sao, mình vẫn yêu con à. Nhưng mà ba đâu có yêu mẹ. Con lầm rồi con trai. Ba yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu cái quái quỷ gì vậy? Ba có thể hành hạ mẹ bất cứ lúc nào mà ba muốn. Bạo hành tinh thần, và ngay cả dùng bạo lực mà ba đã từng làm, đem người đàn bà khác về ngủ trước mặt mẹ, làm tổn thương mẹ, vậy mà là yêu sao hả mẹ? Không bằng sự tổn thương,
mà mẹ đã gây ra cho ông ấy. Đừng lo cho mẹ, mẹ ổn mà. Thôi, nói chuyện của con đi. Hình như dạo này con đã có bạn gái rồi phải không? Sao mẹ biết? Vì mẹ là mẹ của con mà. Cô gái đó là con nhà ai, làm nghề gì? Chừng nào con mới đưa cổ về ra mắt nhà mình đây? Cô ấy hiện đang làm người mẫu, mới có 18 tuổi à. Người mẫu? Còn nhỏ sao không lo học hành cho tới nơi tới chốn, mà lại theo cái nghề này? Cô ấy đam mê và muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Mẹ thật sự không thích những cô gái theo nghề này. Mẹ đang phán xét theo cái kiểu đích thị của một bà mẹ chồng. Ừ, có lẽ là như vậy. Ngày xưa bà nội cũng từng nói với mẹ như vậy. Hôm nào có dịp, con sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. Bây giờ mẹ ngủ nha. Ngày mai em con gọi về, thấy mắt mẹ sưng, nó lại lo lắng đó. Mẹ nằm xuống ngủ nha. Ừ. Mẹ ngủ ngon. Con cũng vậy. Hạnh phúc của mình chính là tình yêu của các con. Như vậy cũng đủ một kiếp người.